bạn có muốn sở hữu ngay Olin 700B máy cơ chất lượng? Xin chào tất cả quý vị và các bạn, và tôi là Hương Duẩn Ô Tô. Hôm nay một ngày nắng đẹp trời thì em quay trở lại với chuyên mục báo giá một chiếc xe đang có mặt tại salon Hương Duẩn vừa mới về các bác nhá. Olin 700B đấy 2016, và giá của em nói rằng lên miết tại hệ thống Hương Duẩn đó là 340 triệu. Không dài dòng nữa và em sẽ đi vào chi tiết của em này cho các bác xem. Đây các bác nhìn tất cả thân vỏ nhá, màu xanh. Em này thân vỏ xe rất là đẹp, đều xe. Một sản phẩm đang rất hot và rất nhiều bác gọi là tìm kiếm đến với salon em hỏi, thì hôm nay sản phẩm này mới về. Và các bác hãy nhanh tay điện ngay số điện thoại bên em trên màn hình để sở hữu ngay em nó các bác nhá. Đây em này này, tất cả đèn còi xi nhan là hợp lý, ok hết nhá. Biển Hà Nội, kính kia các thứ đây. Đấy, khám thì đến tháng 3 năm 2020, khám dài. Em này về các bác cứ chạy thoải mái vô tư luôn, ok chưa? Lốp láp thì còn đẹp nhá. Các bác nhìn nội thất em nó này, nội thất rất là chất luôn, nội thất tươi sáng và nhìn rất là đẹp này. Đấy, tất cả phần trần, trần rất đẹp, không có hiện tượng gọi là rách hay là có vết mực nhỏ đâu cả, rất là đẹp luôn. Tắp đi tắp lô là liền nạc hết nhá. Đấy, xe nhà em thì cam kết không lỗi lầm gì cả, xe thì pháp lý thủ tục đầy đủ hết, không đâm đụng, hồ sơ thì nhanh gọn thôi. Tất cả ghế được bọc lót rất là cẩn thận này. Đấy, ghế bọc lót rất cẩn thận. Và các bác xem cho em tất cả bậc lên xuống. Đấy, bậc lên xuống ra liền làm và chắc chắn nha. Chưa? Rồi, tất cả phần định bấm này, led, led luôn nhá. Đây em giật luôn cái này ra, giật cái gioăng này ra cho các bác xem các phần đinh bấm này, xem kỹ hơn này. Đấy, các bác nhìn tất cả những phần đinh bấm này chạy. Đấy, hết luôn. Đinh bấm chạy dài nhá, các bác có thể yên tâm. Em này thì rất là đẹp nên bác nào mà xuống xem xe là kết ngay thôi. Đây em sẽ, đây là phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ rất là mỏng nha, không bả mắt tít luôn. Em này thì 700B, 7 tấn. Bác nào mà thấy em nó phù hợp với công việc của mình thì hãy liên hệ ngay số lại bên em trên màn hình các bác nhá. Điều hòa lót sàn đầy đủ, tất cả thành thùng này. Đấy, tất cả thành thùng này, rất là đẹp. Hai bên thành thùng đã được ấy lốc hết rồi. Đây, đây là phần sàn sóng và sassi này. Các bác nhìn tất cả những con ốc này, con mới này, con vàng này. Đấy, vàng ruộm lên, không xoáy va, xoáy ra xoáy vào một lần nào cả. Và tất cả sàn sóng không mối mọt, sàn sóng phẳng, chở hàng rất là nhẹ. Đấy, người ta có câu à, quý xe như con, quay xăng như máu mà. Nên chủ trước họ rất là giữ gìn và chở hàng nhẹ, nên giữ được cái sàn sóng nó phẳng và nó đẹp như này. Và tất cả sassi này nó không bảng, nó tít nhá, không có hiện tượng gãy đạp gì cả. Đấy, rất đẹp luôn. Năm nay thì các bác không thể bàn cãi gì nhiều cả, cứ thích là xuống thôi. Mà xuống là kiểu gì cũng lấy được các bác ạ, bởi vì em này nó đẹp. Đây, tất cả phần lốp láp các bác nhìn này, quá chất lượng cho một em Olin 700B 2016 các bác nhá. Đây, em sẽ lên phần thùng cho các bác xem. Đây, tất cả phần này đã được lót sàn tôn nhá, thùng rất là chắc chắn luôn. Về chỉ việc chạy thôi, chỉ việc xay lúa thôi, không phải lo nghĩ gì cả. Đối với mua những dòng xe tải cũ này thì khấu hao nó ít, chủ trước họ chịu hết rồi, nên các bác về chỉ việc chạy thôi, không phải thêm tiền sửa chữa gì cả. Lót sàn thì nó có rồi, cám dài, lốp mới, điều hòa đầy đủ. Biển Hà Nội có khi chả cần ra tên được, cứ chạy biển Hà Nội thôi. Nhiều người muốn còn chả được mà, muốn đổi sang biển Hà Nội còn chả được. Đấy, em xin vào giá lại, em này là em 700B đấy 2016, và giá của em nó là 340 triệu các bác nhá. Xe rất là đều và đẹp. Đấy, bác nào thiện chí thì liên hệ ngay số tại bên trên màn hình để sở hữu ngay em nó, để làm ăn kinh tế, phát triển kinh tế gia đình mình các bác nhá.
Và chúc các bác ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo của Hướng Dẫn Ô Tô. Và nếu các bác mong muốn, mong chờ xem những video tiếp theo của em vào ngày mai, thì ngay ngày hôm nay và ngay lúc này, hãy nhấn vào nút đăng ký ở tượng đài chuông ở bên dưới để là người đầu tiên nhận được những video sớm nhất từ bên em các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.